tỏi sai nhỏ thì có gì ngon không? Ê, lâu mọi người chỉ biết nấu ăn đầy. Bữa nay tôi cũng lướt lướt trên mạng rồi thấy chị kia bán mấy con ốc tỏi này nè. Bình thường mà muốn ăn ốc tỏi tươi ngon á thì tôi ăn ở Vũng Tàu. Sai vừa bự nè, thịt vừa dai vừa ngọt nữa. Nhưng mà bữa nay thèm quá, thấy chị này có giao tới nhà mấy con ốc tỏi này cho nên tôi đặt mua luôn. Ốc này thì đã được dập đá rồi chứ không có được tươi sống nữa. Nhưng mà tôi thấy cũng rất là tươi ngon á. Thịt đầy đặn và lòi cả ra ngoài đây nè. Mấy cái con ốc tỏi này rất là sạch luôn nha. Rửa rất là khỏe, rất là nhanh luôn á, không có bị lợn cợn hay là bám bụi đất nhiều. Nhưng mà vì cái size của nó cũng lớn á cho nên tôi sẽ đem luộc trước khi xào tỏi nó. Mà công nhận tôi mê cái mùi ốc tỏi lắm luôn á mọi người. Nó có cái mùi hăng hăng nè, thơm thơm nè, vừa có cái mùi hăng và mùi thơm của biển. Trời ơi, lúc luộc mà tôi cứ hít hà hoài không thôi á. Sau đó thì đưa cho ông chồng tôi đổ vô chảo xào tỏi lên cho nó thấm gia vị. Vậy là xong rồi, làm cực kỳ đơn giản luôn á. Vì là ốc đông lạnh cho nên khó lễ ra được cái đít của nó lắm. Cái phần đít là cái phần gan của con ốc á mọi người. Tôi thích ăn cái chỗ đó lắm. Giờ thì tôi chấm với muối ớt pha sa tế và thưởng thức nha. Nó cũng giống như con bự vậy đó. Nhưng mà không có ngọt bằng. Vẫn có cái mùi ốc tỏi đặc trưng. Ngon. Ra được cái đuôi ốc nè. Thơm lắm. Thơm cái mùi đặc trưng đó mọi người. Thơm cái mùi của con ốc tỏi mọi người, nó nồng nồng. Béo nữa, nhưng mà hơi đắng đắng nhẫn nhẫn một chút nha. Thấy con bự á, ăn cái thịt nó dày hơn, nó ngọt hơn, nó đã hơn.